Sạt lở đất gây chết người ở Đà Lạt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm. Việt Nam sắp nhận tàu chiến Ấn Độ tặng. Campuchia điều quân tới biên giới với Việt Nam để chống máy bay không người lái. Wagner gây binh biến sau khi hay tin bị cúp tài trợ, không được chiến đấu ở Ukraine. Các tướng lĩnh hàng đầu của Nga vắng bóng sau cuộc binh biến, khơi dậy nhiều đồn đoán. Lộ diện xác máy bay Nga bị Wagner bắn rơi trong cuộc binh biến. Biểu tình bạo động sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết một thiếu niên. Đường nhân tạo aspartame sắp vào danh sách các chất có thể gây ung thư. Một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thành phố Đà Lạt hôm 29 tháng 6 khiến hai người chết và nhiều người bị thương. Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều nơi trong thành phố Cao Nguyên. Trong đó có vụ sạt lở bờ ta luy của một công trình đang xây ở trong hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10 Đà Lạt vào lúc 2 giờ 25 phút sáng ngày 29 tháng 6. Với nhiều khối đất đá đổ ập xuống ba căn nhà dưới thung lũng, 7 người đang ngủ trong những ngôi nhà này đã bị đất đá vùi lấp. Sau nhiều giờ cứu hộ, 5 nạn nhân đã được cứu. Hai vợ chồng công nhân quê ở Phú Yên đã thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy. Trong một công điện của Thủ tướng Việt Nam gửi ra cùng ngày, nhà lãnh đạo Việt Nam yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai xây dựng. Công điện của Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khác đưa ra phương án sơ tán người dân ở những khu vực dễ bị sạt lở. Trước công điện, vào chiều ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt trượt thuộc hẻm Hoàng Hoa Thám và các công trình đã cấp phép xây dựng có độ dốc lớn có nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa để tiến hành rà soát đánh giá quan trắc mức độ an toàn. Tỉnh này cũng tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt để kiểm tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn trên và yêu cầu lực lượng công an điều tra vụ việc. Ấn Độ cho biết hôm 28 tháng 6 rằng tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan mà nước này tặng cho Việt Nam bắt đầu khởi hành và nó sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam sau khi cập cảng ở Việt Nam. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17 đến 19 tháng 6 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố việc tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa. Bộ này cho biết rằng đây là lần đầu tiên Ấn Độ trao tặng một tàu hộ vệ vẫn thuộc biên chế của Hải quân nước này cho một nước bạn. Việc chuyển giao tàu INS Kirpan do Ấn Độ chế tạo cho Việt Nam phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chí hướng nâng cao năng lực và khả năng của họ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói. Bộ cũng nói rằng Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ các mối liên kết lịch sử và các mối quan hệ hiện thời mạnh mẽ trên nhiều mặt bắt nguồn từ các trụ cột văn hóa và kinh tế. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam dựa trên lợi ích chiến lược chung, tầm nhìn chung về ổn định khu vực và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Vẫn lời bộ cho hay là hợp tác giữa hải quân hai nước bao gồm một loạt các sáng kiến nhằm xây dựng và nâng cao năng lực như cung cấp phụ tùng thay thế sửa chữa tàu cũng như các chuyến thăm thiện chí thường xuyên của các tàu và phái đoàn hải quân hai nước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ra lệnh điều 500 quân và 200 hệ thống vũ khí phòng không tới 4 tỉnh Đông Bắc giáp Việt Nam và trao thưởng 200.000 đô la cho việc bắn hạ thiết bị bay điều khiển từ xa còn gọi là drone bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Nhiều chiếc drone được cho là đã bay vào lãnh thổ Campuchia trong những ngày gần đây. Trong một thông điệp gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và các sĩ quan quân đội cao cấp khác hôm 27 tháng 6, Thủ tướng Hun Sen nói rằng chính phủ Việt Nam không liên quan đến các thiết bị bay này. Chúng tôi đã hỏi Việt Nam và Việt Nam không biết. Việt Nam không có lợi ích gì khi điều drone đến Campuchia mà không thông báo cho Campuchia, Nikkei Asia dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói. Ông Hun Sen cho rằng các drone có thể liên quan đến một cuộc tấn công gần đây của một nhóm vũ trang nhỏ nhằm vào các trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, khiến 9 người thiệt mạng. Ông Hun Sen cho biết là Campuchia và Việt Nam đang hợp tác để tăng cường an ninh biên giới giữa bối cảnh có một số dấu hiệu cho thấy những phần tử nổi dậy có thể đã trốn sang Campuchia sau vụ tấn công. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Nằm nếp mình trong một con hẻm nhỏ tại quận Tân Bình, Sài Gòn,
Chùa Bô Thiêu Quân, ngoài việc là nơi sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer, thì cứ mỗi dịp hè về, hàng đêm, chùa còn là nơi dạy miễn phí tiếng nói chữ viết Khmer cho các em nhỏ. Nói chung là ở chùa thì mỗi năm sau khi dịp nghỉ hè thì các em đều có thời gian nghỉ hè thì chùa có tổ chức lớp học chữ Khmer để cho các em hiểu rõ cái chữ viết của dân tộc mình để nói chung là bảo vệ cái văn hóa dân tộc của mình đó. Ở lớp học này dạy nghe, nói, đọc viết và giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Khmer. Dạ cũng hơi khó. Mà học nhiều thì lại thấy vui. Tại em là người dân tộc nên em phải biết tiếng này của em. Theo sư Đôn La thì sinh hoạt văn hóa người Khmer sinh sống lâu năm tại Sài Gòn có những khác biệt do sự thích ứng với điều kiện đô thị và những ngôi chùa Khmer đang góp phần lưu truyền văn hóa truyền thống của người Khmer tới các thế hệ sau. Nói chung là các em tuổi còn nhỏ mà thì lúc đầu mình cũng nói nhỏ nhẹ với các em mà mình xem cái tâm lý của các em học giống như là hôm nay thì tâm trạng của các em nói chung là được nghỉ ngơi nhiều thì họ có một cái tâm lý học mà nó hăng hái hơn. Rồi có thì tùy thuộc vào thời tiết nữa, khi nào thời tiết giống như ngày hôm nay thời tiết mưa thì các em muốn loại nghỉ ngơi sớm thì cho các em về sớm thôi. Lớp học ở chùa Bô Thiêu Quân giúp các em người Khmer có điều kiện viết và nói ngôn ngữ của dân tộc mình nhiều hơn. Dạ, mấy sư có viết lên một cái bản thông báo rồi em qua em đọc là em biết. Dạ, dạy miễn phí. Dạ, từ 7 giờ đến 8 giờ, dạ 6 ngày. Dạ, em thích những cái môn mà trong dân tộc của em. Chương trình tiếng Khmer hiện có 12 cấp độ học khác nhau với 9 môn học như văn phạm Bali, văn phạm Khmer, dịch thuật Bali sang Khmer, văn học Khmer, văn thơ Khmer, Phật pháp căn bản. Những lớp học này đều được miễn phí. Chỉ huy lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin được thông báo rằng tập đoàn Wagner của ông sẽ không được chiến đấu ở Ukraine nữa vì ông không chịu ký hợp đồng để đưa đội quân của mình nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga, theo lời một nhà lập pháp cấp cao cho biết ngày 29 tháng 6. Đại tướng Andrei Katapolov, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Hạ viện Nga, nói nguyên nhân ngòi nổ của cuộc binh biến hôm 24 tháng 6 là do ông Prigozhin không đồng ý với yêu cầu của Bộ Quốc phòng rằng nhóm lính đánh thuê của ông phải ký hợp đồng. Như các bạn đã biết, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn, Bộ Quốc phòng loan báo tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với Bộ. Mọi người bắt đầu thực hiện quyết định này. Tất cả mọi người, trừ ông Prigozhin. Ông Prigozhin hôm 11 tháng 6 khẳng định các chiến binh Wagner của ông sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đồng thời tố cáo Bộ trưởng Shoigu không có khả năng quản lý các đơn vị quân đội. Tướng Katapolov cho hay, sau khi ông Prigozhin từ chối ký hợp đồng, ông đã được thông báo rằng những người lính đánh thuê của ông sẽ không được chiến đấu ở Ukraine nữa và vì vậy sẽ không nhận được tiền của nhà nước. Kết cục là, vẫn theo lời tướng Katapolov, ông Prigozhin đã phạm tội phản quốc vì tham vọng quá đáng, vì tiền và vì điều mà tướng Katapolov gọi là trạng thái quá khích. Các tướng lĩnh cao cấp nhất của Nga không xuất hiện trước công chúng sau cuộc binh biến thất bại của lính đánh thuê nhằm lật đổ các tướng lĩnh Shoigu trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin đang nỗ lực tái khẳng định quyền lực của mình. Các tin tức chưa được xác nhận cho biết ít nhất một người đã bị bắt. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Đại tướng Valery Gerasimov đã không xuất hiện trước công chúng hoặc trên truyền hình nhà nước kể từ khi cuộc binh biến bị hủy bỏ hôm 24 tháng 6, khi thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin yêu cầu giao nộp tướng Gerasimov. Ông cũng không được nhắc đến trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng kể từ ngày 9 tháng 6. Tướng Gerasimov, 67 tuổi, là chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và là người nắm giữ một trong ba chiếc cặp hạt nhân của Nga, theo một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết. Một người nữa cũng vắng bóng là tướng Sergei Surovikin,
được báo chí Nga đặt biệt danh là tướng quân Armageddon vì các chiến thuật hiếu chiến của ông trong cuộc xung đột Syria, là phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine. Một bản tin của tờ New York Times dựa trên một cuộc họp báo của tình báo Hoa Kỳ cho biết hôm 27 tháng 6 rằng ông này đã biết trước về cuộc binh biến và chính quyền Nga đang điều tra xem ông có đồng lõa hay không. Điện Kremlin hôm 28 tháng 6 hạ thấp tầm quan trọng của việc này, nói rằng có quá nhiều đồn đoán. Các quan chức Hoa Kỳ ngày 28 tháng 6 nói với Reuters rằng tướng Surovikin đã ủng hộ ông Prigozhin, nhưng tình báo phương Tây không biết chắc chắn liệu ông có giúp đỡ cuộc nổi dậy bằng bất kỳ hình thức nào hay không. Phiên bản tiếng Nga của tờ Moscow Times và một blogger quân sự đã đưa tin về vụ bắt giữ ông Surovikin, trong khi một số phóng viên quân đội có lượng người theo dõi lớn ở Nga cho biết ông và các sĩ quan cấp cao khác đang bị cơ quan an ninh FSB thẩm vấn để kiểm chứng lòng trung thành. Reuters không thể xác định liệu ông Surovikin đã bị bắt hay đang bị thanh lọc cùng với những người khác. Raybar, một kênh có ảnh hưởng trên ứng dụng nhắn tin Telegram do một cựu nhân viên báo chí của Bộ Quốc phòng Nga điều hành cho biết, một cuộc thanh trừng đang được tiến hành. Ông nói, nhà chức trách đang cố gắng loại bỏ những nhân viên quân sự được cho là đã thể hiện thiếu quyết đoán trong việc dập tắt cuộc binh biến. Giữa lúc, có một số tin tức cho rằng các bộ phận của lực lượng vũ trang dường như đã làm rất ít để ngăn chặn các chiến binh Wagner trong giai đoạn đầu của cuộc nổi loạn. Raybar nói, cuộc nổi dậy vũ trang của công ty quân sự tư nhân Wagner đã trở thành cái cớ cho một cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga. Một động thái như vậy nếu được xác nhận có thể thay đổi cách Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt và gây xáo trộn trong hàng ngũ vào thời điểm Moscow đang cố gắng ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine. Việc này cũng có thể củng cố hoặc nâng cao vị trí của các nhân vật an ninh và quân sự cấp cao khác được coi là trung thành. Không có bình luận chính thức về những gì đang xảy ra từ Bộ Quốc phòng Nga. Một số nhà phân tích quân sự và chính trị của Nga và phương Tây tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, một đồng minh kỳ cựu của ông Putin, người mà ông Prigozhin muốn hạ bệ cùng với ông Gerasimov vì bị cho là kém cỏi, giờ đây có thể thực sự an toàn hơn trong công việc của mình. Đại tướng Viktor Zolotov, người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia và từng là cận vệ của ông Putin, dường như cũng là một người được hưởng lợi sau khi xuất hiện trước công chúng tuyên bố rằng người của ông sẵn sàng chịu chết để bảo vệ Moscow khỏi Wagner. Tướng Gerasimov đã gây chú ý bởi sự vắng mặt của ông khi ông Putin ngày 26 tháng 6 cảm ơn quân đội đã ngăn chặn một cuộc nội chiến, không giống như ông Shoigu, người đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng kể từ đó. Tướng Surovikin, phụ tá của ông Gerasimov, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 24 tháng 6 khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi ông Prigozhin ngừng cuộc binh biến. Ông trông có vẻ mệt mỏi và không rõ liệu ông có bị ép buộc làm việc đó hay không. Có những tin tức chưa được xác nhận của truyền thông Nga và blogger vào tối 28 tháng 6 rằng ông Surovikin đang bị giam tại cơ sở giam giữ Lefortovo của Moscow sau khi bị bắt. Ông Alexei Venediktov, một nhà báo có nhiều mối quan hệ cho biết mà không trích dẫn nguồn tin của mình rằng ông Surovikin đã không liên lạc với gia đình ông kể từ ngày 24 tháng 6 và các vệ sĩ của ông cũng im lặng. Ông Prigozhin, người đã dành nhiều tháng để phỉ báng hai ông Shoigu và Gerasimov vì cáo buộc họ kém cỏi trong cuộc xung đột Ukraine, đã thường xuyên ca ngợi ông Surovikin, người được nhiều người kính trọng trong quân đội vì kinh nghiệm của ông ở Chechnya và Syria. Ông Surovikin, người đã có thời gian làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine trước khi ông Gerasimov được bổ nhiệm thay thế, được các nhà phân tích quân sự phương Tây coi là một nhà điều hành hiệu quả và đôi khi được các phóng viên chiến trường Nga tranh luận như một tương lai tiềm năng trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Lawrence Friedman, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London cho biết, việc loại bỏ ông Surovikin nếu đúng có thể gây bất ổn cho nỗ lực quân sự của Nga hơn là cuộc binh biến hôm 24 tháng 6, đặc biệt là nếu các cộng sự khác của Prigozhin và Surovikin bắt đầu bị thanh trừng. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Nga bị lực lượng lính đánh thuê Wagner bắn rơi cháy âm ỉ trên một cánh đồng gần Bukovka hôm 24 tháng 6 trong đoạn video Reuters có được. Chính quyền Nga ở vùng Ivanovo xác nhận rằng phi hành đoàn máy bay đã thiệt mạng trong cuộc binh biến của Wagner hôm 24 tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ thương tiếc với các phi công thiệt mạng. Các chiến binh Wagner hôm 24 tháng 6 đã giành quyền kiểm soát thành phố miền nam Rostov-on-Don và trung tâm chỉ huy quân sự chỉ đạo chiến dịch Ukraine. Sau đó, lái một đoàn xe vũ trang tiến về Moscow, nhưng rồi hủy bỏ cuộc nổi dậy của họ. Reuters có thể xác nhận vị trí xác máy bay gần Bukovka, Nga, dựa vào địa hình, cây cối, cột điện
và hệ thống tưới tiêu trong video, khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. Reuters đã kiểm chứng chiếc máy bay bị bắn rơi là máy bay của lực lượng không quân Nga. Một bức ảnh chụp cùng địa điểm vụ tai nạn cho thấy số đăng ký của máy bay. Màu sắc và thiết kế cũng phù hợp với hồ sơ hình ảnh máy bay. Reuters cũng có thể xác nhận thời điểm của hình ảnh ghi nhận bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 24 tháng 6. Ảnh hồng ngoại song ngắn cho thấy vùng đất mới bị đốt cháy trùng khớp với vị trí mà video được quay. Video của nhân chứng chiếu cảnh người biểu tình và cảnh sát trên đường phố Toulouse hôm 28 tháng 6, trong khi bạo loạn lan rộng khắp nước Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên gốc Bắc Phi. Ô tô và các mảnh vỡ bị đốt cháy và cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình. Vụ bắn chết thanh niên 17 tuổi được xác định là Nahel, xảy ra ở Nanterre, ngoại ô phía tây Paris. Công tố viên địa phương cho biết các thẩm phán điều tra đã đưa viên cảnh sát liên quan vào diện điều tra chính thức về tội cố ý giết người. Nahel, chưa đủ tuổi để có bằng lái ở Pháp, đã lái xe bất hợp pháp, theo một nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết. Công tố viên Nanterre cho biết thiếu niên này từng bị cảnh sát chú ý vì trước đó đã không tuân thủ lệnh dừng giao thông. Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã đụng độ với những người biểu tình tại Toulouse ở phía tây nam và tại thành phố Lille ở phía bắc và xảy ra tình trạng bất ổn ở Amiens, Dijon cũng như ở nhiều quận trên khắp khu vực Paris rộng lớn hơn. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin nói cảnh sát đã thực hiện 150 vụ bắt giữ trên toàn quốc trong đêm bất ổn thứ hai. Một trong những chất tạo ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới vào tháng tới sẽ bị liệt vào danh sách chất carcinogen khả dĩ, tức chất gây ung thư, theo hai nguồn tin hiểu biết về tiến trình này. Chất này được sử dụng trong mọi thứ từ soda đến kẹo cao su. Giờ đây, chất tạo ngọt nhân tạo aspartame có thể bị coi là có nguy cơ gây ung thư. Các nguồn tin của Reuters cho biết, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC, một nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới, sẽ đưa aspartame vào danh sách có thể là chất carcinogen gây ung thư cho con người. Quyết định được đưa ra dựa trên tất cả các bằng chứng đã được công bố và nhằm thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn về sản phẩm này. Quyết định không tính đến việc một người tiêu thụ bao nhiêu aspartame thì mới đối mặt với nguy cơ cao. Tin này gây phản ứng dữ dội từ các nhà sản xuất nước giải khát. Hiệp hội chất làm ngọt quốc tế cho biết IARC hành động dựa trên nghiên cứu không được tin cậy rộng rãi. Aspartame nhiều năm qua đã bị điều tra. Một nghiên cứu của Pháp cho thấy nguy cơ ung thư tăng nhẹ nơi những người tiêu thụ nhiều chất tạo ngọt này. Nhưng kết quả đã bị tranh cãi và sản phẩm vẫn được sử dụng rộng rãi. Chất tạo ngọt aspartame này có trong các sản phẩm bao gồm Diet Coke và kẹo cao su Extra. IARC sẽ công bố quyết định vào ngày 14 tháng 7. Các phán quyết trước đây của IARC đã buộc các nhà sản xuất phải thay đổi công thức chế biến và làm dấy lên các làn sóng kiện cáo. Các nhà phê bình nói rằng phán quyết này sẽ gây ra báo động cho người tiêu dùng. IARC trước đây đã liệt kê làm việc thâu đêm, ăn thịt đỏ và sử dụng điện thoại di động có thể gây ung thư. Khi nạn buôn người lan rộng trên toàn thế giới, hơn 27 triệu người đang bị tước đoạt quyền được làm chủ bản thân và cuộc sống của chính họ, theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khi ông công bố báo cáo về nạn buôn người năm 2023. Sự gia tăng nạn buôn bán người lao động bằng cách sử dụng các trò gian lận trực tuyến đã phát triển nhanh chóng khi nhiều nơi trên thế giới có thể truy cập Internet. Đại dịch đã làm tăng thêm xu hướng này. Những kẻ buôn người lợi dụng tình trạng thất nghiệp tràn lan để tuyển dụng nạn nhân bằng các danh mục tuyển dụng giả và sau đó buộc họ thực hiện các vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Ngoại trưởng Blinken cũng mô tả các nạn nhân nam là một phân khúc buôn người bị bỏ qua. Now for years there's been a widely held but incorrect belief the trafficking affects. Nhiều năm qua đa số người đều tin nhưng không chính xác rằng nạn buôn người chỉ ảnh hưởng đến các nạn nhân nữ. Nhận thức sai lầm này đã gây ra một số hậu quả rõ ràng và tàn khốc, với rất ít dịch vụ hỗ trợ được dành cho các nạn nhân nam.
Thực tế là bất kỳ người nào không phân biệt giới tính, không phân biệt bản dạng giới đều có thể là mục tiêu của những kẻ buôn người. Tại một sự kiện ở Washington mới đây, một số cá nhân đã được vinh danh vì những nỗ lực chống nạn buôn người. Cindy Dyer, đại sứ lưu động về giám sát và chống nạn buôn người, nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc chấm dứt vấn nạn này. Chúng tôi thường xuyên tập hợp 20 cơ quan lại với nhau để xem xét và điều chỉnh các chiến lược chống buôn người ở cấp độ liên bang. Chúng tôi đang kết hợp các khuyến nghị của những người sống sót vào các chương trình và hoạch định chính sách của mình. Chúng tôi đang hợp tác với các quốc gia láng giềng để giảm nguy cơ di dân trở thành con mồi của bọn buôn người. Và chúng tôi đang thúc đẩy quan hệ đối tác với các công ty công nghệ và tổ chức tài chính để dễ dàng truy tố những kẻ buôn người hơn. Được vinh danh tại sự kiện này là A. Yvonne Benson Idahosa, một nhà vận động chuyên nghiên cứu và đấu tranh chống nạn mại dâm ở Nigeria. Cô kêu gọi những người nắm quyền làm nhiều hơn nữa. Đối với các nhà lãnh đạo thế giới, những người có khả năng ngăn chặn nạn buôn người, những thất bại mang tính hệ thống của các chính phủ ở cấp độ quốc gia và quốc tế, vốn ưu tiên lợi nhuận hơn con người, coi các quy tắc tùy tiện hơn lương tâm là không thể chấp nhận được nữa. Báo cáo năm 2023 đánh giá nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA Tiếng Nói từ Hoa Kỳ. Cứ vào mùa hè, cư dân gốc Việt khắp nơi tại Mỹ lại háo hức đổ về Lido Sài Gòn để thưởng thức các món ăn truyền thống cũng như các món ăn độc lạ tại chợ đêm hè ở Phước Lộc Thọ, trung tâm mua sắm ăn uống của cư dân gốc Việt tại miền Nam California. Chợ đêm luôn có những gian hàng ẩm thực và hàng hóa trang trí ngày càng phong phú hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của cư dân trong vùng cũng như khách thập phương. Nhưng năm nay, hội chợ đêm hè ở Lido Sài Gòn có nhiều gian hàng mới lạ hơn so với các năm trước. Năm nay khác nhiều lắm. Năm nay có nhiều cái gian hàng lạ lắm. Giống như là có cái gian hàng mà bán con rồng á. Con rồng với con gì ở đầu nè, bán bằng giấy đó. Giờ năm nay có thêm cái gian hàng ốc. Giờ có thêm gian hàng bánh mì kẹp này nữa nè. Chứ còn thường thường thì là thịt nướng, rồi bắp nướng, rồi bánh ống lá dứa. Nhưng mà năm nay có nhiều món lạ. Và năm nào cũng có các gian hàng tham gia lần đầu tiên để giới thiệu sản phẩm, thực đơn mới của chính họ, như anh chủ nhà hàng phở Akaoshi làm từ thịt bò Wagyu này. Tôi đã xin 3 năm trước rồi, mà không nào vô lọt hết á, tại vì họ mướn hết trơn rồi. Năm nay cũng xin mà không biết sao họ có cái chỗ trống họ cho tôi vô. Nên lần đầu tiên tụi này làm, rất là vui, tại nó không khí nó rất là vui. Cư dân gốc Việt từ khắp các tiểu bang khác của nước Mỹ cũng đổ về đây vào dịp hè, vừa để thưởng thức các món ăn Việt lạ miệng, vừa chung vui cùng nhịp sống đầy màu sắc văn hóa Việt ở Lido Sài Gòn. Cha mẹ của em có nói là có chỗ bán thịt nai, chẳng hạn như ngay đằng sau tụi em có một cái xe đồ ăn di động có bán thịt nai, nên em muốn thử xem nó như thế nào. Đồ ăn ở đây rất là ngon, bên đó không có những cái này. Đây là những cơ hội mà để người Việt Nam gần nhau hơn, rồi biết nhau nhiều hơn. Bên đó người Việt Nam không nhiều, cho nên là rất là thèm. Thứ nhất là thèm được nhìn người, thứ hai là đồ ăn ngon. Các gian hàng Việt hội tụ về đây ngoài giới thiệu sản phẩm với khách hàng, còn để kết nối với những doanh nhân khác có cùng chí hướng. Nhà hàng của em là gì? Bán phở. Vứt phở luôn hả? Ê, em mua thịt của anh đi, đem qua Boston. Hey, can we talk later? Sure. Okay. Với số người tham dự ngày càng đông, bao gồm cả cư dân gốc Việt trong vùng, khách thập phương với nhiều sắc dân đến từ tiểu bang và các nước khác, chợ đêm hè ở Phước Lộc Thọ, vùng Lido, Sài Gòn là một trong những điểm du lịch đáng để dừng chân ở Nam California vào mỗi dịp hè. Exciting!
Một vũ công đứng yên trong lúc một cánh tay robot màu trắng vươn lên từ phía sau. Khi cô bắt đầu di chuyển, một cánh tay khác chuyển động, tạo ra một màn trình diễn mà trong đó cánh tay thật và cánh tay robot của cô di chuyển nhịp nhàng liền mạch, tạo nên một sự tương tác không lời giữa con người và máy móc. Tại một phòng thí nghiệm ở Tokyo, một giáo sư đại học Nhật Bản tươi cười trong lúc bốn cánh tay robot chuyển động xung quanh ông. Khi ông dang rộng cánh tay của mình, trông gần giống như một con nhện robot. Masahiko Inami và nhóm của ông tại Đại học Tokyo đã sáng chế ra một thiết bị có nhiều cánh tay, có thể đeo vào người và có thể hoán đổi qua lại. Cánh tay Jizai được đặt tên theo một khái niệm đại khái, biểu thị sự tự do làm theo ý muốn. Cánh tay này được tạo thành từ một ổ máy có thể đeo được, có ổ cắm cho tối đa 6 cánh tay khớp nối. Tính năng chính của những cánh tay này không chỉ là cung cấp cho mọi người thêm cánh tay, mà còn có thể tháo và gắn chúng để chia sẻ với người khác thông qua các ổ cắm ở mặt sau. Ông Inami cho biết thêm rằng trong tương lai có thể có thêm các phụ kiện khác như giáp cánh hoặc giáp drone vào thiết bị này. Thiết bị có 4 cánh tay robot nặng khoảng 14 kg và có thể đi kèm với nhiều thiết kế bàn tay, chẳng hạn như có ngón tay như con người hoặc có bộ móng vuốt 3 chấu. Hiện tại cánh tay Jizai có thể được điều khiển từ xa bằng cách điều khiển phiên bản thu nhỏ của cánh tay, di chuyển đồng bộ với phiên bản đeo được. Hai thành viên trong nhóm của Inami đã điều khiển các cánh tay riêng biệt từ một bộ phận điều khiển trong cuộc trình diễn với Reuters, trong khi tài liệu nghiên cứu của họ chỉ ra rằng ở tình trạng hiện tại chưa có cách nào hoàn hảo để điều khiển đồng thời nhiều cánh tay. Dự án được lấy cảm hứng một phần từ Bunraku, một hình thức kịch múa rối truyền thống của Nhật Bản và truyện ngắn gần như kinh dị của tiểu thuyết gia người Nhật Bản đoạt giải Nobel Yasunari Kawabata, kể về một người đàn ông mượn cánh tay của một cô gái trẻ và qua đêm với nó. Trái ngược với tầm nhìn về robot và AI thay thế con người, công trình của Inami tìm cách khám phá cách công nghệ có thể hoạt động như một phần nối dài của cơ thể con người. Inami tin rằng công dụng của nó có thể bao gồm từ tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa đến các hình thức biểu diễn nghệ thuật mới, tương tự như việc vũ công múa kết hợp giữa tay thật với tay robot. Tôi muốn xem những kiểu biểu diễn mới sử dụng cơ thể, những loại hình nghệ thuật mới được tạo ra. Tôi muốn kích thích sự sáng tạo và đẩy nhanh sự lan tỏa của nó trong toàn xã hội. Đó là kiểu thế giới mà tôi muốn tạo ra. Tại bệnh viện Guy's and Thomas ở London, một con robot đang mổ thận cho người. Đây là bệnh viện đầu tiên ở Anh bắt đầu dùng con robot phẫu thuật đời mới nhất này. Được đặt tên là Hugo, con robot này trị giá trên 1 triệu rưỡi đô la và được trang bị đầy đủ. Chính giữa là camera, bên trái và bên phải sẽ là một cái kéo và một cái kẹp. Đây là lần đầu tiên cỗ máy này mổ một quả thận, nhưng đây không phải là lần đầu tiên con người dùng robot trong phòng mổ. Vương quốc Anh đã sử dụng robot trong gần 20 năm nay. Một quả ớt chuông đang được soi dưới kính hiển vi để bác sĩ trình bày cách hoạt động của robot. Đây là robot phẫu thuật Hugo của chúng tôi và bệnh nhân hôm nay là một quả ớt đỏ. Tất nhiên, tôi sẽ cần phải đeo kính để có thể nhìn thấy mọi thứ dạng 3D. Nó rất giống với việc sử dụng cổ tay của bạn, nhưng ở bên trong cơ thể. Tôi có thể rất cân nhắc với các hành động của mình và hy vọng sẽ bảo quản được nhiều mô khỏe mạnh nhất có thể. Bác sĩ phẫu thuật là người kiểm soát tất cả các hành động của robot. Bệnh viện Guy's and St. Thomas thực hiện tới 1.500 ca mổ mỗi năm. Robot có thể chia sẻ video về quy trình trong thời gian thực, giúp ích cho việc giảng dạy. Người ta hy vọng robot phẫu thuật sẽ là chìa khóa để cắt giảm danh sách chờ đợi phẫu thuật của bệnh nhân, vì giờ đây các bác sĩ phẫu thuật đã có thêm một cánh tay hỗ trợ đắc lực.